một người Việt Nam đoạt giải danh giá ca sĩ Sanetta Kaur Teresa Mai, tức Mai Xuân Loan, là một người ca sĩ gốc Việt Nam. Lần đầu tiên đã đoạt giải album với giọng ca độc tấu cổ điển xuất sắc nhất với album Mythologist hát cùng Hila Blitman. Tại buổi lễ thường niên lần thứ 64 được tổ chức vào Chủ nhật tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas, ca sĩ Mai Xuân Loan hát giọng opera đã từng trình diễn trong cuốn Thúy Nga Paris by Night số 114 Tôi là người Việt Nam trong số này. Cũng có anh Vũ Cường là một ca sĩ và nhạc sĩ Việt Nam chơi kèn trumpet. Anh cùng với ban nhạc Japet Metheny Group đã hai lần đoạt giải Grammy Award cho album ra đương đại xuất sắc nhất, Speaking of Now 2003 và The Way Up 2006. Không phải chỉ có hai người Việt Nam tài năng như Mai Teresa và Vũ Cường mà đã còn có đến 5 cuốn sách vẻ vang dân Việt, giới thiệu hàng ngàn người Việt Nam đã thành công trên xứ người. Nói chung, so sánh với nhiều cộng đồng của nhiều sắc dân khác, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại rất thành công. GDP per capita, lợi tức mỗi đầu người trong một năm ở Việt Nam chỉ vào khoảng 2.786 đô la Mỹ, so sánh lợi tức mỗi đầu người Việt trong một năm ở hải ngoại được ước lượng ít nhất 25.000 đô la Mỹ cũng đã gấp gần 10 lần ở Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra tại sao người Việt hải ngoại giàu có thành công hơn gấp gần 10 lần người Việt ở quốc nội? Để trả lời câu hỏi này, người ta biết ngay thủ phạm chính là nhà cầm quyền VC, mà tôi gọi tắt là chế độ VC. Muốn dân Việt ở quốc nội giàu có thành công, chế độ VC cần phải thay đổi thể chế, phải áp dụng thể chế tự do và dân chủ như nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng. Thể chế tự do có nghĩa chính quyền phải tạo điều kiện cho công dân của mình được hưởng mọi quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập đảng, tự do sinh hoạt chính trị, tự do biểu tình như Điều 25 trong Hiến pháp khẳng định dựa theo bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và Công ước quốc tế về quyền con người. Thể chế dân chủ có nghĩa chính quyền phải tạo điều kiện cho toàn dân được sinh hoạt bầu cử và ứng cử người đại diện cho mình để bầu lên quốc hội và tổng thống. Còn muốn tiếp tục cái thể chế cộng sản man rợ này, toàn dân buộc phải sống kiếp nghèo đói, man rợ. Những người Việt Nam cầm hộ chiếu của chế độ VC đều bị thế giới khinh bỉ suốt mấy chục năm qua. Không lạ gì khi thấy đa số toàn dân đang nguyền rủa con khỉ Trường Sơn Nguyễn Phú Trọng đang cai trị dân tộc Việt một cách độc tài, độc ác, lưu manh và mọi rợ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong khi đó, Trọng chẳng biết hổ thẹn, mị dân bằng lời nói, chưa có thời đại nào rực rỡ như hiện nay, mây đen bao phủ bầu trời, mặt trời tỏa sáng đất nước ta. Hôm nay còn bày trò Việt Nam là một trong 5 quốc gia đáng sống nhất thế giới. Đáng sống tại sao có trên 4 triệu dân Việt phải bỏ nước ra đi? Ra đi bằng mọi cách, kể cả phải chết 39 người trong thùng đông lạnh. Đáng sống để một cậu bé 16 tuổi phải nhảy lầu từ tầng 28 mới đây. Đáng sống với lợi tức trung bình hàng năm của mỗi đầu người chỉ bằng 2.786 đô la Mỹ. Đáng sống khi nhìn thấy những cụ già và trẻ em đang lang thang khắp mọi nẻo đường để kiếm sống bằng việc bán vé số, gánh rau cải trái cây. Đáng sống khi hàng triệu dân oan mất đất mất nhà, lang thang khắp mọi nơi. Đáng sống khi nạn cướp giật xảy ra khắp mọi nơi. Đáng sống khi mọi học sinh từ lớp 1 đến 12 không đủ tiền phải trả học phí, còn phải trả tiền thêm cho việc học kèm. Đáng sống khi người Việt Nam ăn những thực phẩm, nước uống độc hại, đầy hóa chất. Đáng sống khi không khí, sông ngòi, biển cả đang bị ô nhiễm. Đáng sống khi đạo đức xã hội đang bị xuống cấp trầm trọng. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã lên án chế độ VC đã giam cầm ít nhất 150 tù nhân lương tâm và kêu gọi Liên minh Âu Châu hãy áp lực chế độ Việt Cộng, hãy thả ngay tất cả những tù nhân nhân lương tâm, hay được gọi là tù nhân chính trị, hay những nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Cá nhân tôi lên tiếng tố cáo chế độ Việt Cộng đã hành xử độc ác man rợ với 105 tù nhân lương tâm sau đây, và hãy thả tất cả những tù nhân lương tâm này như:
1. Nguyễn Thị Tâm, 2. Nguyễn Doãn Kiên, 3. Trần Quốc Khánh, 4. Trương Duy Nhất, 5. Trần Huỳnh Duy Thức, 6. Cấn Thị Thêu, 7. Trần Anh Kim, Phạm Thành, 9. Nguyễn Vượng, 10. Trịnh Bá Phương, 11. Trịnh Bá Tư, 12. Huệ Như, 13. Lê Thanh Tùng, 14. Phạm Đoan Trang, 15. Nguyễn Tường Thụy, 16. Nguyễn Văn Hóa, 17. Nguyễn Thị Cẩm Thúy, 18. Ngô Văn Dũng, 19. Nguyễn Năng Tĩnh, 20. Nguyễn Viết Dũng, 21. Phan Kim Khánh, 22. Lê Quý Lộc, 23. Nguyễn Văn Đức Độ, 24. Lê Anh Hùng, 25. Nguyễn Trung Lĩnh, 26. Nguyễn Trung Tôn, 27. Trần Đức Trạch, 28. Ngô Hào, 29. Phạm Chí Dũng, 30. Châu Văn Khảm, 31. Nguyễn Văn Túc, 32. Trương Minh Đức, 33. Nguyễn Bắc Truyền, 34. Phạm Văn Trội, 35. Mã Phùng Ngọc Phú, 36. Lê Hữu Minh Tuấn, 37. Huỳnh Thục Phi, 38. Lê Chí Thành, 39. Lê Đình Lượng, 40. Nguyễn Ngọc Ánh, 41. Huỳnh Trương Ca, 42. Nguyễn Thúy Hạnh, 43. Lê Thế Thắng, 44. Lưu Văn Vịnh, 45. Hồ Hải, 46. Vương Văn Thả, 47. Phạm Văn Điệp, 48. Lê Trọng Hùng, 49. Vũ Quang Thuận, 50. Nguyễn Văn Điển, 51. Đỗ Nam Trung, 52. Trương Châu Hữu Danh, 53. Nguyễn Thanh Nhã, 54. Đoàn Kiên Giang, 55. Nguyễn Phước Bảo Trung, 56. Bùi Văn Thâm, 57. Bùi Văn Trung, 58. Vương Văn Thuận, 59. Nguyễn Nhật Trường, 60. Nguyễn Văn Thượng, 61. Mục Sư Đinh Diêm, 62. Hoàng Dức Bình, 63. Nguyễn Nam Phong, 64. Hồ Sĩ Quyết, 65. Trần Hoàng Phúc, 66. Chánh Trị Sự Hứa Phi Cao Đài, 67. Nguyễn Văn Viễn, 68. Trần Văn Quyền, 69. Nguyễn Trung Trực, 70. Bùi Văn Thuận, 71. Nguyễn Chí Vững, 72. Phan Công Hải, 73. Lê Thanh Nhất Nguyên, 74. Lê Thanh Hoàn Nguyên, 75. Lê Thanh Trùng Dương, 76. Đinh Thị Thu Thủy, 77. Trương Hữu Lộc, 78. Nguyễn Thái Hưng, 79. Vũ Thị Kim Hoàng, 80. Nguyễn Đức Hùng, 81. Ngô Công Trứ, 82. Đặng Toàn Trung, 83. Đặng Quang Khánh, 84. Trần Thị Ánh Hoa, 85. Nguyễn Bảo Tiên, 86. Nguyễn Duy Hưởng, 87. Bác sĩ Nguyễn Đình Thành, 88. Lê Văn Dũng, 89. Huỳnh Thị Tố Nga, 90. Huỳnh Minh Tâm, 91. Huỳnh Đức Thanh Bình, 92. Nguyễn Quang Khải, 93. Linh Mục Trần Ngọc Hiệu bị giết bởi VC, 94. Nguyễn Duy Linh, 95. Cao Văn Dũng, 96. Đặng Hoàng Minh, 97. Nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu, 98. Lê Thị Bình, 99. Quách Duy, 100. Mai Phan Lợi, 101. Đặng Đình Bách, 102. Ngụy Thị Khanh, 103. Nguyễn Chí Doãn, 104. Vũ Tiến Chi, 105. Lê Quý Lộc, và cũng phải thả luôn tất cả những người chưa được nhiều người biết đến. Tôi tin rằng có cả ngàn người đang bị bắt. Đối với tôi, những tù nhân trên hoàn toàn không vi phạm tội hình sự như chế độ VC đã xử án. Họ là những người yêu nước, yêu tự do và dân chủ. Họ hành xử quyền tự do ngôn luận và họ đang bị chế độ Việt Cộng xử án bằng 3 điều luật man dợ và mơ hồ mà cả thế giới đang lên án như điều 331 Bộ Luật Hình Sự lợi dụng quyền tự do dân chủ, điều 117 Bộ Luật Hình Sự tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa và điều 109 Bộ Luật Hình Sự lật đổ chính quyền nhân dân.